Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục SEA Games. Chuyên mục được lên sóng định kỳ mỗi 2 tuần, nơi mà SEA Games tụi mình chia sẻ góc nhìn văn hóa dành cho video game, cũng như chuyện chưa kể về một số dòng game đình đám. Trong số thứ tư này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơn ác mộng được chuyển hóa thành ý tưởng trong trò chơi, hay câu chuyện dùng miệng thay vì tay để chơi game. Ok, hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nha. Thế giới nghệ thuật sở hữu muôn hình vạn trạng phong cách kinh dị, với nhiều thể loại lấy cảm hứng từ chính nỗi sợ hãi và sự thù hận bên trong con người chúng ta. Sự kinh hãi đó có thể xuất phát từ những thứ hữu hình được lột tả đến mức trơn trụi như ruột gan hay các phân cảnh máu me, cho đến những cú jump scare mang yếu tố tâm linh huyền bí. Nhưng có lẽ mối lo ngại về những thực thể nằm ngoài tầm hiểu biết của loài người, mà phần lớn thuộc về sự chiêm nghiệm cá nhân, mới chính là nguồn cảm hứng tạo nên các tác phẩm kinh dị xuất sắc có phần nổi trội hơn. Ý tưởng tạo nên Dead Space đến từ cơn ác mộng của Glenn Schofield, nhà thiết kế game, sau khi ông xem xong bộ phim Event Horizon. Event Horizon, hay chân trời sự kiện, thuật ngữ trong vật lý thiên văn, đại diện cho một phần của lỗ đen vũ trụ, có thể hiểu như là lằn ranh giới hạn cho tầm hiểu biết. Bởi thực sự đằng sau chân trời sự kiện có gì thì nó vẫn luôn là ẩn số với loài người. Cả câu chuyện bên trong Event Horizon và Dead Space đều hướng đến kết cục tâm trí của nhân vật sẽ bị bào mòn từ từ theo thời gian, từ đó cuốn theo vai trò quan sát của khán giả, người chơi vào chung dòng chảy điên loạn trong không gian sâu thẳm chúng tạo ra. Điều này dường như đã khá quen thuộc với trường phái văn học Lovecraftian, mà về sau cũng đã xuất hiện bên trong phim ảnh và video games. Nếu mà nói về game thuộc trường phái kinh dị Lovecraft thì SEA Games tụi mình đã làm một video về chủ đề này. Mình sẽ để đường link ở góc phải, các bạn hãy nhớ ghé qua xem nha. Quay trở lại nội dung chính, Dead Space không chỉ chắt lọc được những ảnh hưởng kinh dị từ các sản phẩm đi trước, dòng game này còn sinh ra tạo vật hãi hùng nhất cư ngụ ở những vì sao xa xôi, đó là Necromorph. Đối với nhiều người, Necromorph chỉ đơn thuần là những thây ma lang thang ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, bản chất thực sự của Necromorph bị che lấp bởi những hành vi khó đoán của chúng, yếu tố đã tạo nên nỗi sợ và những điều chúng ta không hề biết. Dù là Glenn Schofield hay cả chúng ta đều cảm thấy bản thân an toàn dưới lớp chân êm trong một căn phòng ấm áp. Đó là câu chuyện trước khi chúng ta bất chợt tưởng tượng ra bóng hình đang ẩn mình trong góc phòng. Ác hẳn, không gì đáng sợ hơn một chiếc áo khoác đang được vắt trên tường, trong không gian bao trùm bởi bóng tối, tín hiệu thị giác truyền về não thiếu hụt phần lớn, thì nó bỗng hóa thành mối đe dọa. Cảm xúc run rẩy lúc này chính xác là thứ nuôi dưỡng tinh thần của Necromorph, đồng thời ức chế khả năng phản kháng lại của bộ não bạn. Quái vật kinh dị thông thường rất dễ dàng để mô tả, chủ yếu là do ảnh hưởng thực tế và truyền thuyết hư cấu của chúng đã được định hình từ trước. Những sinh vật như quỷ hút máu, ma sói hay cả sinh vật ngoại lai có thể xuất hiện với nhiều loại biến thể, nhưng chúng ta đều mường tượng trước mọi khả năng xảy đến với mình khi bắt gặp. Nỗi ám ảnh đến từ ác mộng thì lại khác. Chúng mơ hồ, mờ nhạt đến mức khiến người ta thường quên đi hầu hết sau khi thức giấc, nhưng cảm giác sợ hãi lại đeo bám theo họ rất lâu. Điều làm Necromorph khác biệt là bản chất dị hình của chúng. Sự khiếm khuyết bộ phận cơ thể đã tạo ra sự khó khăn về mặt nhận thức về hình dạng gần giống người của nó. Nhìn thoáng qua, Necromorph trông giống như một mớ thịt hỗn độn được gắn kết với nhau. Đó là cho đến khi mắt bạn bắt đầu thích nghi với các chi tiết chết người, khi bạn đếm các chi thừa và nhận thấy cảm giác phấn khích giết chóc của chúng truyền đến các chi như lưỡi hái, bạn càng thấy rõ rằng đây không chỉ là đám zombie ngoài hành tinh. Cũng giống như sự hoảng sợ vì thị giác trải qua khi đối mặt với nỗi kinh hoàng về đêm, và thật khó để hiểu được những nguy hiểm trước mắt đó là gì. Nếu chẳng may, sau khi chơi Dead Space phiên bản remake sắp tới, khi tắt đèn đi ngủ, bạn bất chợt gặp một ảo ảnh tương tự, nhưng nó đã không còn là cái bóng mờ nhạt như người làm game trải qua nữa, thì có lẽ thứ bạn thấy không chỉ là một cơn ác mộng thôi đâu. DualSense ra mắt đồng thời với PS5 được cho là chiếc tay cầm có nhiều tính năng nhất tính đến lúc này. Bên cạnh phản hồi rung, còn nhận thích ứng, cảm ứng chạm touchpad nhạy hơn hay cảm biến chuyển động, DualSense còn cung cấp cho người chơi loa tích hợp và micro hỗ trợ đàm thoại, điều khiển nhân vật trong một số tựa game nhất định. Ý tưởng chơi game bằng micro tích hợp nghe vẫn còn khá kỳ cục ở thời điểm hiện tại. Vậy thì câu chuyện liên quan đến chiếc mic tích hợp bên trong chiếc tay cầm Famicom trong những năm 80 nó còn gì đến mức nào nữa? Famicom hay Family Computer, phiên bản tiền nhiệm của chiếc máy NES huyền thoại. Famicom nhỏ hơn đáng kể so với NES. Chiếc máy chơi game có màu đỏ thẫm và màu trắng ngà đi kèm với hai chiếc tay cầm. Cả hai đều được thiết kế cố định nối vào mặt sau của hệ thống thông qua cọng cáp đen. Hai chiếc tay cầm đi kèm thậm chí có thể được để gọn gàng trên chính chiếc Famicom. Chúng có thể nhét vừa khít vào các rãnh nông ở hai bên chiếc console. Chính ở vị trí này, ở bên phải của khe chữ hộp mực,
cộng đồng gamer Nhật Bản lúc bây giờ có thể tìm thấy tính năng độc đáo nhất mà Famicom thêm vào, một chiếc micro tích hợp nhỏ. Micro tích hợp bên trong Famicom, thứ được dùng để thay thế nút khởi động và nút chọn trên tay cầm thứ hai của chiếc console, là một ví dụ kinh điển về danh tiếng lâu đời của Nintendo khi dùng các manh lưới trong quảng cáo thiết bị chơi game có phần sáng tạo đến mức vô lý này. Trong thời đại NES, chiếc micro này đóng vai trò tương tự những phụ kiện như rope, robot và găng tay sức mạnh Power Glove mà ngày nay là các sản phẩm như Nintendo Labo và Ring Fit Adventure. Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển Nintendo, ông Masayuki Uemura, là người đã đưa ra ý tưởng cho chiếc micro tích hợp của Famicom. Đội ngũ Nintendo không hề cố che giấu đi sự tồn tại của tính năng kỳ lạ này, nhưng nó hiếm khi được đề cập đến trong các quảng cáo trên TV và mặt báo. Mặc dù tính năng này sẵn có cho các nhà phát triển Gigamax, micro tích hợp chỉ được các nhà phát triển tận dụng trong một số lượng trò chơi khiêm tốn. Chỉ khoảng một tá hoặc hơn chút trong hơn 1.000 tựa game được phát hành xuyên suốt 20 năm tuổi đời đáng kinh ngạc của Famicom. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là chất lượng của chiếc micro này khá tốt, nhưng kỳ lạ là nó hiếm khi đóng một vai trò quan trọng nhất định. Thay vào đó, chiếc micro này thường mang một nhiệm vụ như chiếc chìa khóa mở đến các tầng game ẩn hay các chi tiết Easter egg trong những tựa game chơi đơn. Hầu hết thông tin này có thể được tìm kiếm thông qua sách hướng dẫn, và nó sẽ dẫn đến bí mật chỉ có thể được kích hoạt bằng âm thanh người chơi tạo ra. Nổi tiếng nhất trong số những Easter egg này, đó là một bí mật đối với tất cả mọi người liên quan đến Boss Voice, một con quái vật trong phần game gốc Zelda No Densetsu, The Hyrule Fantasy, được phát hành tại Nhật Bản như một tiện ích bổ sung cho nền tảng Famicom vào năm 1986. Trong trò chơi, Boss Voice được miêu tả là những loài ngậm nhấm ma quái với đôi tai khổng lồ thường bị bắt gặp khi chạy trốn trong hầm ngục. Khi đó, ta phải đối mặt chúng với số lượng từ 3 đến 5 con. Trong tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật dành cho Zelda, tờ giấy này có nêu đặc điểm của những kẻ địch trong game. Nó cũng đã đề cập rằng những sinh vật này ghét tiếng ồn lớn. Các bạn có thể đoán được phần còn lại rồi đấy. Với tiếng hát mạnh mẽ và micro, người chơi có thể triệt tiêu bất kỳ con Boss Voice nào xuất hiện trên màn hình. Lối chơi này được ưa thích hơn rất nhiều so với tấn công bằng vũ khí thông thường, vì mỗi con Boss Voice này rất khó bị đánh bại khi người chơi tấn công chúng bằng các đòn đánh thông thường. Một bí mật kinh điển khác ẩn sau micro của Famicom có thể được tìm thấy trong Hikari Shinwa Balutena no Kagami, được biết đến phần lớn với cái tên Kid Icarus ở các quốc gia còn lại. Trong khi xem qua các sản phẩm trong một cửa hàng trong game, người chơi có thể giữ nút A trên tay cầm thứ hai và nói vào micro để mặc cả giá bán với chủ cửa hàng. Thực tế là chủ hiệu chẳng hiểu bạn nói cái gì đâu. Về sau, người ta mới khám phá ra được, mức âm lượng bạn truyền vào micro tay cầm càng lớn thì món hàng bạn mua càng rẻ. Một ví dụ hài hước khác về tựa game đã tận dụng tính năng này của Nintendo đó là Takeshi no Chousenjo, thử thách của Takeshi. Một trò chơi kỳ cục có phần đèn tối, cực kỳ khó nhằn này cho phép người chơi uống rượu để mát nhè và thực hiện những hành vi không khác gì chí phèo. Thử thách của Takeshi cũng đã có cho nó hai đoạn quảng cáo có hình ảnh diễn viên hài nổi tiếng ngồi đờ đẫn giữa đống đồ điện tử hỏng. Trong quảng cáo, có thể thấy Takeshi hát vào micro Famicom để hiển thị bản đồ, cũng như hát một đoạn karaoke để nâng cao tinh thần. Hai điều này đều ám chỉ những ai đủ dũng cảm hoặc thật sự không bình thường thì mới dấn thân vào cuộc phiêu lưu phức tạp của Takeshi. Về sau, di sản của chiếc micro kỳ quặc của Famicom đã được Nintendo 64, GameCube và các thế hệ cầm tay như DS hay 3DS kế thừa và tạo nên những tiếng vang. Không rõ nên vui hay nên buồn cho một phát minh thú vị nhưng ít được chú ý như micro của Famicom đi nữa. Và đó là những câu chuyện nổi bật của số SEA Games thứ tư này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.